Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.18. Và thành quả sau một buổi câu cá của mình ở ngay cái hồ bé xíu này là được một tí cá nóc nè. Và đây chính là cái nguyên vật liệu rất là cần thiết trong cái buổi pha chế thuốc ngày hôm nay ha. Nhưng mà trước tiên để mình thử khử mấy cái con quái xung quanh nhà mình cái đã. Quá là láo tét. Rồi bây giờ thì mình sẽ vô trong để bắt đầu cái công cuộc chế thuốc của mình nha. Hôm qua xuống địa ngục săn được quá trời que quy lửa, hôm nay là về làm hẳn ba cái vàng luôn, nấu cho nó đã. Đá cuội mình để đâu ta, đây ba vàng pha thuốc nè, mình sẽ đặt nó ở đâu nhỉ, đặt ở đây đi, ngay cửa luôn không ta? Được, đặt ngay cửa luôn. Nhìn phát là biết dân chơi pha thuốc rồi ha. Mình sẽ làm thêm một chút cái lọ thủy tinh nữa, nhưng mà như mình hết thủy tinh rồi, mình còn ba lọ nè, thủy tinh thì mình hết rồi đó, nên mình sẽ nung thêm đi. Đây nung ba cái, đây cũng ba cái luôn, nung nhiều nhiều đi. Mình sẽ ra ngoài múc thêm nước ha. Rồi giờ thì cho vô một vàng bất kỳ thôi, và mình cần phải có những cái bột quy lửa để mình làm chất đốt nữa. Đây bột quy lửa. Oh no, để bên đây mới đúng nè. Nhắc tới cá nóc thì chắc nhiều bạn đã đoán được mà hôm nay mình sẽ nấu cái lọ thuốc gì rồi đúng không? Mình sẽ làm cái thuốc thở dưới nước để mình có thể có một chuyến khám phá biển nó an toàn hơn á. Tại vì khám phá ở dưới nước mà không có thuốc này á, làm một hồi chết ngạt. Chạy ngồi lên không có kịp á. Ngoài ra thì mình cũng cần phải làm thuốc có nên làm thêm những loại thuốc khác không ta? Hiện tại thì chắc mình chỉ cần thuốc thở dưới nước thôi, chứ không cần nhiều thuốc lắm đâu. Cần đúng thuốc thở dưới nước thôi. Cần một thủy tinh nữa để mình làm cho chẳng á. Đây 12. Chưa làm cái lọ mà rồi đi múc cái gì. Bó tay luôn á. Đây mình có thể múc ngay đây cũng được. Đó. Rồi, giờ thì cho vô đây hết ta. Nấu một lần mà dùng nhiều lần ha. Quên thiếu mấy cây búa này đờ. Cho vô. Cho vô, và mình sẽ tăng cái thời gian của nó bằng cách cho redstone mà ha. Đây là công đoạn cuối cùng rồi. Ủi. Chưa cho cái nóc mà rồi cho redstone, đó thấy chưa. Trời đất ơi. Nấu thuốc gì hồi uống xong chắc á thành tiên luôn á. Đây cho thêm cái nóc vô. Đây cũng vậy. Rồi giờ thì đợi để cho cái bột redstone vào thôi. Đây cho bột redstone vào ha. Quá xa đã luôn. Bên đây cũng vậy. Mình nấu thuốc xong đi, rồi mình sẽ tiến hành đi thăm cái chỗ máy farm sắt của mình. Tại vì mình cũng AFK khá là lâu á. Chắc là nó cũng được bộn sắt ở nhà chứ không phải ít đâu. Rồi mấy cái chai thừa mình cất vô trong bớt. Rồi giờ thì đi kiểm tra nào. Hồi hộp quá à. Không biết được bao nhiêu sắt đây. Ê, ở đó kiểm tra thử. Mình áp ca tầm 1 tiếng. 1 tiếng bao nhiêu phút ta? Mình không nhớ rõ nữa. Mà hơn 1 tiếng đấy. Ui sao. Nhiều đi sắt thì xài. Hơi bị đá luôn. Chuyến này giàu rồi. Nén lại nén lại. Ui, vừa đủ hai stack khối luôn ạ. Ảo mà Canada thiệt. Và với nhiêu đây sắt thì mình sẽ hoàn thành luôn cái đèn hiệu của mình ở cái tầng cuối cùng á. Hôm qua còn cái tầng cuối mình chưa có kịp lắp đầy á. Hôm nay mình tranh thủ mình có thêm sắt nè. Mình lắp đầy cái tầng đó luôn. Thứ nhất là để cho nó tăng cái như là hiệu ứng lên cấp độ 2. Và thứ hai là tăng cái tầm nữa. Đây. Thì đập cái này ra. Ui đập cái đèn hiệu đúng lâu luôn á. Sau đó nhét nó ở phía trên á là được. Hải đăng. Đó mình được cái thành tựu hải đăng rồi cơ. Nâng cái đèn hiệu lên sức mạnh cao nhất á. Và mình sẽ cần một sắt để mình. Mình không cần. Mình phải cho một sắt vô lại mới kích hoạt được tốc độ nè. Cấp độ 2 luôn nha. Ngoài ra thì mình còn được tặng kèm thêm cái hiệu ứng hồi phục nữa. Không có hồi phục hả? Mình phải chọn thêm, mình phải chọn. Chứ không phải được tặng kèm đâu.
Lừa thế. Thôi mình sẽ chọn. Ủa hồi phục cái này là bắt buộc hả? Ồ không được chọn cái khác rồi. Ok chọn luôn. Tốn thêm có một sắc à. Mà mình có thêm hồi phục thì cũng tốt ha. Rồi xong phích. Vậy thì cái công đoạn nâng cấp đèn hiệu đã xong. Nấu thuốc thì cũng xong luôn rồi. Quá xa đã luôn. Mình nấu nhiều thôi chứ cacao đi mình đem tầm 3 lọ à. Để chừa ba lô mình loot đồ nữa. Chứ mình đem cả đống là mình đâu có loot được nhiều đồ đâu. Rồi còn thiếu gì không ta? Đồ nghề là đầy đủ hết đây nè. À còn thiếu một cái. Đi khắp bờ biển không có xuồng. Vì sao mà đi? Rồi là một cái xuồng nữa. Và đó. Mình đã có đầy đủ tất cả những gì mà mình cần rồi. Bây giờ thì chạy thật nhanh về hướng biển thôi nè. Biển này nằm tiếp bên đây lận. Ừ, và hồi sớm á mình có dùng bột xương mình cho lớn mấy cái cây đằng kia kìa, mấy cái cây lùm lùm đó, nó ra cái cây quá trời đẹp luôn. Mình còn cắt một vài cái lá mà nó có cái bông như vậy nè. Mình trang trí á, mình nhìn thấy rất là đẹp. Chắc sắp tới mình đổi quá mình không trồng mấy cây gỗ sồi đâu, mình trồng mấy cây này đi. Nhìn cái cây đúng lạ luôn á. Thế nên mình mới giữ đó chứ không thôi là mình chặt mất tiêu rồi. Trên đường đi ra biển thì mình gặp một anh Enderman lạng lách đánh võng trước mặt mình. Mình không thích rồi mà cứ lạng lách đánh võng trước mặt mình. Như nào? Như nào? Như nào? Như nào? Lạng lách đánh võng hả? Anh đen lắm, gặp mình là tới số liền. Hồi nãy đi bây mình quên lấy cái ống nhòm á, phải vòng ra lấy cái ống nhòm nữa. Tại vì đôi lúc có cái ống nhòm này đã lắm. Mình nhòm từ xa được á. Kể cả dưới nước luôn thấy chưa, nhìn được chú rùa đằng kia luôn kìa. Rất là tiện. Đó giờ thì ra khơi thôi. Khúc này thì mình đã khám phá rồi ha. Mình ở trên mặt đất mình nhìn xuống mình thấy là nó không có mấy cái thuyền đắm đây nè. Nên mình cũng không có mặn nồng gì tới khu vực này lắm. Chủ yếu là đi ở hướng bên kia. Oh man. Chưa gì đã phát hiện ra một cái con thuyền đắm rồi. Ồ, vậy mà hôm bữa mình nhìn không tới ha. Được ít ta. Thì coi nào thuyền đắm này như thế nào đây. Coi coi nó có kho báu hay là gì quý giá trọng không. Ồ, một cái rương. Rồi luôn cho mình một cái bản đồ kho báu chôn vùi. Ok, cái thuyền này hình như chỉ có một rương thôi. No no no, thuyền này hai rương lận. Đó. Rương thứ hai thì chỉ cho một chút đồ lặt vặt ha, sắt không cần đâu. Bây giờ là loot, không cần loot sắt luôn, tại vì sắt ở nhà mình có. Ok, như vậy thì được đúng cái bản đồ là xịn ha. Và cái bản đồ này nó cũng rất là gần. Để mình đi thử coi. Cái này là mình cần phải đi về hướng bên phải, là hướng đông. Để mình coi. Đây, hướng đông là hướng bên này. Ồ, vậy đi ngược lại. Wow. Được rồi ta. Vậy cũng gần cái chỗ cát bên kia hay sao á. Rồi, qua đó kiểm tra thử ha. Hy vọng là mình đi đúng hướng. Rồi nè. Giờ mình phải rẽ sang hướng nam một xíu. Đây hướng nam là hướng bên phải nè. Hướng của ngôi làng luôn á. Chính xác. Ủa nó nằm dưới biển hả? Oh my god. Trời ơi kho báu nằm giữa biển luôn. Khó nhằn vậy. Nè nó nằm đâu thô lô giữa biển á. Để mình coi thử coi. Cái này phải dùng cách này đi cho nó nhanh ha. Đi tới một xíu nữa. Chuẩn cho ta. Rồi chuẩn một cái nè. No. Này phải coi cho đúng mới dễ tìm được. Ui sao phiên bản mới này khó xác định kho báu trong vùi quá ta. Mình sẽ thử đào ở đây thử ha. Phiên bản mới này xác định hơi khó rồi. Ngồi tìm kho báu mà dùng bài chết đuối nó lại nó tìm mình luôn á. Bó tay thiệt luôn. Ồ bây giờ mình tìm theo cách cũ có vẻ không khả quan rồi. Cổ thiệt. Mình đứng ngay chỗ mũi tên mà ta sao không. Ờ đây.
Trời ơi, nó nằm tít ở đây lận. Đi ra con dâm ạ, đi ra chỗ khác đi. Nó nằm tít ở đây lận ạ. Mèn đét ơi. Sợ thiệt. Rồi, nó cũng cho mình được một cái trái tim biển cả ha. Khá là ok luôn. Rồi có cả thuốc thở dưới nước. Wow. Phiên bản mới này nó hay ở một chỗ là nó còn cho mình thêm thuốc thở dưới nước ở trong những cái rương kho báu ha. Như vậy thì rất là thích hợp cho những ai mà hay khám phá biển á. Kiểu như mình lấy kho báu lâu quá mà có bị đuối nước đúng không? Uống cái thuốc vô là sẽ kiểu như có cơ hội sống sót để ngồi lên á. Mình thấy như vậy thì cũng rất là hay luôn. Được thật sự, và cái bản đồ này đã hết giá trị à. Cho nó xuống biển đi. Mệt mỏi với nó ghê á, đào cái kho báu này mà cả buổi trời. Đã vậy trời đổ mưa nữa. Ơ kìa, mưa gì mà mưa hoài, cách ngày là mưa ngày à. Và khi đi khám phá biển mà mình chế tạo thuốc á, chủ yếu là mình phòng trừ trường hợp mình gặp được cái thủy cung thôi. Nếu mà gặp được thủy cung á, mình sẽ uống thuốc này vô và khám phá hết cái thủy cung luôn á. Nhưng mà đó là nếu thôi. Còn hiện tại thì mình vẫn chưa có thấy cái thủy cung nữa. Cái thuyền đắm còn hiếm thấy mà, huống hồ chỉ là thủy cung. Ui. Really, nigga? Oh no. Really? Mới nhắc nó, mới nhắc thủy cung cái nó xuất hiện trước mặt mình. Ảo ma Coca-Cola thì chứ. Trời đất ơi. Ý trời rồi. Tới công chuyện luôn. Mình sẽ đi xuống dưới thủy cung khám phá luôn ha. Đi. Chỉ này liều ăn nhiều luôn. Đi vô. Xong uống một lọ thuốc liền. Đó, để mình có thể thở dưới nước tốt hơn. Rồi, giờ công việc của mình là tìm những cái con giám hộ á. Hướng này không có ra. Ủa sao mình không có bị dính hiệu ứng đào chậm ta, kìa. Cũng hay. Vậy mình có thể vô lấy kho báu nó. Oh no. Mới nói. Biết gì đừng nói được rồi. Nói cái bị dính luôn. Su cà na. Ôi không sao không sao. Xíu thì mình cũng hết à. Giờ mình sẽ gắng tìm cái con giám hộ ha. Hướng này không có đường đi hết ta. Hình như bên đây là sẽ có một con nè. Chính xác, đây có một con nè. Ui, mình phải né cái đòn đánh của nó. Ui. Mình quýnh nó, mình sẽ bị phản đam kiểu như có dòng gai vậy đó. Khá là đau luôn. Ui dồ. Ui da, thấy chưa, con đệ tử thôi quýnh mà. Đó. Ui, thấy chưa. Nguy hiểm lắm. Nhìn đơn giản như thôi nhưng mà có thể mất mạng bất kỳ lúc nào á. Không phải giỡn chơi đâu, thấy chưa? Ôi thôi, nấp. Đánh mấy cái con này cực kỳ nguy hiểm luôn. Lúc nào cũng phải ăn cho đầy bụng nha, để còn hồi phục lại. Rồi quýnh tiếp. Ui nó đang chạy kìa. Chạy đi đâu, rồi mình đã xử được một con giám hộ rồi. Quá đã, và nó cho mình một cái miếng bọt biển á. Cái này thì có thể hút nước rất là hay luôn. Giờ thì mình cần phải tìm tiếp hai con còn lại trong cái thủy cung này á. Hình như đây đi lên trên thêm con nữa hay sao nè. Ở đây không phải. Đây không phải. Bên đây có không? Ô, bên đây là đường cùng rồi. Mình chắc mình tìm cái con ở trên cao trước đi ha. Con trên cao chắc dễ tìm. Nè, nó đây. Ui, nhưng mà cũng phải cẩn thận. Đánh con này nhìn đơn giản thôi nhưng mà phải đòi hỏi sự cẩn thận rất là cao á. Ô, mình đánh như vậy có vẻ nhanh hơn nè. Mình sẽ dụ cho nó. Lúc mà nó không có bật cái gai lên á, mình đánh nó không có bị phản đam. Mình sẽ có thể canh lúc đó để đánh cho nó dễ hơn á. Ui. Né. Rồi gần đánh sau lưng thôi. Con này yếu lắm ấy nè. Rồi. Hai con rồi.
Còn một con cuối cùng hả? Cố lên, mình có thể làm được. Đây là con cuối cùng rồi, nên phải thật là cẩn thận nha. Đừng để đánh được hai con mà con cuối chết thì quê độ lắm. Ủa, có vẻ chạy không kịp à. Quýnh giáp lá cà cho nó luôn. Lần này mình quýnh giáp lá cà luôn á, không chạy luôn á. Ui, nhưng mà không, chạy đi. Không chạy là end series đó. Đau thiệt. Đánh đúng đầu luôn. Lại. Lần này thì khô máu cho nó luôn. Rồi xong phim. Tiêu diệt được ba cái con giám hộ rồi. Mình hiệu ứng đầu chậm còn bao nhiêu ta? Còn cỡ một phút nữa. Thôi mình sẽ bơi lần lần ra chỗ trung tâm á. Ở trong lúc này mình sẽ gán tìm những cái căn phòng khác ở trong cái thủy cung này. Nó sẽ có một vài cái căn phòng mà nó chứa toàn là những cái miếng bọt biển luôn. Mình có thể vô căn phòng đó để lấy thật là nhiều bọt biển về để sử dụng á. Nhưng mà trước mắt là mình sẽ lấy kho báu trước. Căn phòng chứa kho báu nó nằm ngay bên này luôn nè. Lấy cái này trước đi rồi tính gì tính. Lấy thôi. Thời khắc này đã tới rồi. Cái này thì nó sẽ được 8 khối vàng á. Rất là đã luôn. Sao mình nghe tiếng cá voi ở đâu hết ta? Đừng nói cá voi lạc trôi vô đây nha. Nguy hiểm lắm đấy cưng. Kìa, mình có hiệu ứng bơi nhanh nha. Của cá voi cơ. Đã ghê á. Được búp thêm tốc độ bơi nè. Hên thiệt. Đúng là ở hiền gặp lành mà. Bởi vì có vẻ nhân phẩm của mình hôm nay hơi cao ha. Nhưng mà mình tìm cái căn phòng chứa bọt biển nãy giờ chưa ra nè. Ui, đi hồi ra ngoài luôn rồi. No. Mình cần ở trong này. Để mình tìm thêm một vòng nữa coi. Có tìm ra được cái căn phòng chứa bọt biển hay không nha. Đây rồi. I see you. Ui, nhưng mà mình còn thuốc không vậy? 40 giây. Không biết 40 giây có lấy kịp hết mấy cái này không nữa. Mình sẽ gắng tranh thủ hết mức có thể ha. Quá trời quá đất rồi. Cái này lấy đúng lâu luôn á. Cái này là bọt biển ướt rồi nên không có hút nước trong căn phòng này được. Phải khô là mình hút nước trong căn phòng này là mình lấy nhanh lắm. Còn ngồi lên mặt nước có vẻ lấy nhanh hơn nè. Mình sẽ thử ha. Ừ, ngồi lên mặt nước lấy nhanh. Oh no. Tiếp tục nước tràn bờ đê rồi. Thôi gán đi. Lấy hết số này về ha. Chứ không thôi bỏ uổng lắm. Đá vậy cạnh cái thủy cung này nó còn có một cái con thuyền đắm nữa nè. Để mình lượm hết mấy cái túi mật này đi. Không biết đâu ra nữa. Lượm trước đi ha. Nó có con thuyền đắm lộ thiên một cái rương. Mình sẽ lấy luôn cái rương này. Coi nó có gì nào. Lại là một cái bản đồ. Ui, có vẻ là nó khá là thích cho mình những cái bản đồ ấy à. Trong này thì không có gì xịn khác hết. Để coi bản đồ này có gần không. Vẫn là một cái bản đồ rất là gần mình luôn. Mình phải đi ngược về hướng hướng bắc là hả ta? Này phải hướng bắc không vậy? Không, cái này hướng bắc nè. Vậy là đi thẳng về phía trước. Vậy là đây một cái bản đồ mới. Được hết ha. Đi thôi. Sao phía trước nhìn giống biển ấm vậy? Phải biển ấm không? Ồ, hình như không. Phải mà có cái vùng biển nào mà có san hô á. Vùng biển đó rất là đẹp luôn á. Mà bây giờ chắc khó tìm đây. Ê, đừng xa nó lại có thêm một cái con tàu đắm nữa cả. Liên tục là những con tàu đắm nha. Tới hồi không gặp thì thôi, mà gặp cái là gặp liên hồi luôn. Lót ban đầu ra chưa? Trời ơi, mình đi hút kho báu luôn à. Để vô lút cái rương này. Rồi vô tìm kho báu tiếp nha. Vô. Kim cương. Ui, tre. Cũng được. Tre càng tốt. Vậy là về mình có thể nhân giống tre lên rồi. Quá hời luôn. Hai bản đồ này giống nhau không vậy? Không biết, hình như hai bản đồ này khác. À, hai cái khác nhau nha. Thì mình sẽ tìm cái ban đầu trước đi ha. Đây. Đây thôi. Hình như đi vô trong này thì phải. Này là hướng gì đây?
Đây là hướng Tây, đúng rồi đó. Khá là đúng hướng rồi đó. Nó nằm đó, đâu đó ở khúc bên kia kìa. Mình đoán vậy. Nó cũng giữa biển nữa. Sao phiên bản mới này kho báu nó thích nằm giữa biển ấy nhờ. Nó không có giống như phiên bản cũ ha. Phiên bản cũ mình thấy nó nằm trên đất liền là nhiều á. Rồi, tiếp tục là giữa biển nè. Chương trình mò kho báu tiếp tục diễn ra. Sợ lắm luôn á. Rồi mỗi lần mò là mỗi lần đuối à. Đây rồi, lần này mò nhanh rồi. Để cho mình một viên kim cương à. Oh man. Nhiều ghê luôn á. Một chút trái bơm. Ok. Ừ, thức ăn, đúng. Hồi nãy không có thức ăn mà còn chê mấy con cá trong gương nữa. Trời ơi, bó tay mình luôn. Bây giờ phải chắc chiêu từng con cá. Không thôi, không có cái mà ăn á. Rồi, như vậy kho báu này đã tìm được rồi ha. Vứt nó đi. Giờ thì tới. Ủa, hai cái này giống nhau hả? Oh man. Mình tưởng hai cái khác chứ. Ủa, sao nãy nhìn nó khác mà ta sao? Cầm lên tay nó lại là một nhờ. Điêu thật á. Ôi, trước mặt mình là mấy đại ca. Ui, có tên cầm đinh ba hay sao vậy? Ờ, à, kìa, có tên cầm đinh ba. Thì ra ngươi chọn cái chết. Ngươi chọc nhầm người rồi. Chọc nhầm người rồi, au. Né. Mình sẽ đứng ngay đây để không thôi nó phóng vô mặt mình nữa. Chọc nhầm người rồi. Người xác định như người ta. Ui, nhưng mà nó không rơi ra đinh ba. Nó rơi ra cái vỏ ốc à. Ui, được đó nhờ. Lỡ một hồi mình thên á, mình gặp được mấy con cầm đinh ba tiếp á, nhiều khi mình lại farm được á. Ô, và phiên bản mới này con zombie chết đuối nó sẽ cho mình những cái phôi đồng ha. Ồ, hay. Vậy cũng hay á. Nếu mà mình có thể làm được một cái máy farm zombie chết đuối thì mình có thể có được nguồn đồng gần như là vô hạn rồi. Được đó nhờ. Nhưng mà làm sao để làm được nó thì lại là một câu chuyện khác. Ủa, kho báu này bị trồn mà nó giống như cái hồi nãy á. Ok, được một cái vỏ ốc anh Vũ cũng tốt. Mình cần có 8 cái vỏ ốc giống như vậy để mình làm được cái ống dẫn á. Kích hoạt trái tim biển cả nè. Cũng hơi căng đó nha. Chứ không phải giỡn đâu. Công việc đầu tiên của mình sau khi trở về nhà là mình sẽ nhân giống tre ha. Nói chung thì tre nhân giống khá là dễ luôn. Mình chỉ cần dùng bột xương là nó đã cao chót vót lên rồi. Còn không thì mình trồng như vậy nó cũng sẽ rất là mau lớn á. Chắc mình trồng như vậy đi. Coi kìa, tre nó lớn nhanh như thổi luôn á. Chặt cây này cây kia lại lớn. Mình sẽ nhân giống ra tiếp. Cho nhiều đi, rồi từ từ mình sẽ làm dàn giáo á. Lúc đó mình leo trèo nó sẽ không có khó khăn nữa. Đỡ phải té mất máu tùm lum. Cũng khá là hay. Ngoài ra thì mình cũng đang nung những cái miếng bọt biển nè. Để có gì mai mốt mình rút nước á, nó sẽ tiện hơn á. Quá là tiệt luôn ha. Ngoài ra thì sắp tới mình sẽ có một cái kiểu như là chuyến đi để mình farm những cái lăng trụ. Cái mảnh lăng trụ biển á. Đâu rồi ta? Nó đâu rồi? Để mình cất vô rương rồi. Nè, mảnh lăng trụ biển này nè, kết hợp với túi mực thì mình sẽ làm được một cái block rất là đẹp luôn. Đó, cái này mà xây nhà là nhức nách luôn á, rất là đẹp. Mình kiểu bị thích cái khối này á, nên chắc là mình phải dành riêng ra một ngày để mình farm thật là nhiều mấy cái này. Để chúng ta có thể xây dựng nó thoải mái hơn á. Chứ ít quá xây không đã đâu, phải nhiều nhiều xây mới đã. Bây giờ thành hộ nghèo rồi. Ăn lúa, ăn bánh mì đỡ đi ha. Giờ nghèo rồi nên ăn đồ nó cũng hơi hạn chế lại một xíu. Ô, trời gần sáng rồi, đi ngủ được chưa vậy? Ô, trời sáng vẫn đi ngủ được. Ui, được. Mình ngủ sớm nha, sáng sớm mình ngủ sớm. Bó tay mình luôn á. Rồi, và khi mà nhìn tới những chú ong này á thì mình lại muốn kiểu như là xây dựng một cái chú ong ở bên cái nhà nuôi ong để kiểu như là nhận biết á. Bên chỗ nuôi gà, ôi chỗ làm mấy farm gà thì mình đã xây chú gà rồi. Hay là chỗ nuôi ong mình cũng xây một chú ong á. Như vậy thì nó hơi bị hợp lý luôn á. Xây bên kia. Cũng hay á. Thôi, chắc bây giờ, mà khoan.
Bây giờ để coi coi con ong là mình... Ôi không có con nào ra ngoài hết, sao mình nhìn đây ta? Mình phải có mẫu chứ mới được. Qua đây mình ngắm mẫu ảnh trước đi. Qua đây mình ngắm ong trước ha. Để mình tìm những cái block xây dựng cho nó phù hợp á. Thì con ong này xây chắc cũng hơi căng đây. Đầu tiên là mình thấy nó có màu đen rồi nè. Màu đen. Màu nâu, ừ. Mình cần là màu nâu. Màu vàng thì dễ tìm rồi nè. Màu trắng cũng dễ tìm rồi nè. Chỉ khó là màu nâu thôi. Ồ oh. Căng đét à nha. Màu nâu là hơi căng đó. Hình như màu nâu mình có thể làm từ cacao. Lần trước mình có tới cái chỗ mà rừng nhiệt đới á, có hốt được vài quả về mà không biết nó nhân giống dễ hay không thôi. Nếu mà nhân giống dễ thì chắc mình làm được á. Mình xây được trong ngày hôm nay luôn. Cacao, cacao. Nè mình có 9 cái nè. Cây gừng mình cũng có 2 cây. Rồi luôn. Giờ thì lấy bột xương ra. Mình nhân giống nó lên. Rồi, đi nhân giống cây gỗ gừng với mình. Mình sẽ trồng nó đâu để nhân giống cho dễ ta. Bên này trống nè, bên đây trống nè. Rồi, nhân giống lên. Đấy, nó cao cao như vậy là mình có thể trồng lên được rồi. Nhân giống 2 cây luôn. Ui, cái này lùm tẹt vậy. Trời ơi. Cái cây chân ngắn. Lùm tẹt nè. Ê. Vậy là mình có thể làm được nha. Bữa nay mình farm được hộp cacao là mình dư sức mình xây hả? Ồ, vậy thì dễ rồi. Mình nhân giống được cái hộp cacao. Ok, bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào công việc nhân giống hộp cacao trước. Sau đó mình sẽ làm những cái khối bê tông á, giống như đằng kia đó, để mình xây cái con ong nhìn cho nó đẹp hơn. Không hiểu sao luôn á, cả gài mình hay thích xây mấy cái con vật lắm luôn. Hôm bữa mới xây con gà rồi giờ cái muốn xây con ong à. Không biết rồi mai mốt còn xây tiếp cái con gì nữa. Rồi trở lại vấn đề là hôm nay mình xây con ong này kiểu như nó cũng vừa vừa, không phải là con ong khổng lồ được ha. Nó chiều dài chiều rộng nó có 7 ô à. Nói chung thì cũng khá là bé ha, nhưng mà nó sử dụng những cái nguyên vật liệu hơi khó nha. Tại vì mình cần phải kiểu như là nhân giống những cái cacao á. Hên là lúc đầu mình có tìm được cacao chứ không thôi là mình không biết mình xây con ong này kiểu gì luôn á. Rồi và con ong này thì ngoài là một cái vật để trang trí thì một xíu nữa mình còn biến tấu nó giống như là một cái căn nhà gì đó nha. Một xíu mình sẽ cho các bạn xem. Còn cái việc xây con ong này thì khá là đơn giản á. Tại vì nó chỉ là một cái hình vuông thôi à. Mình chỉ cần xây rồi gắn những cái màu thích hợp cho giống cái con ong. Rồi sau đó mình sẽ kiểu như là làm một cái đôi cánh. Như vậy thì mình đã có được một cái kiểu như là mô hình ong khổng lồ rồi. Cái này nhìn giống con ong con hơn á. Chứ con ong trưởng thành là nó có nhiều mấy cái sọc ở trên bụng lắm. Rồi và hồi nãy mình xây xong mình mới chợt nhớ là mình hình như mình chưa có xây cái đuôi á. Một hồi mình mới gắn cái đuôi sao. Rồi giờ thì tới công đoạn trang trí ở bên trong con ong nè. Nó mình sẽ làm giống như một cái căn nhà ha. Và vì là bên trong con ong nên mình sẽ gắn những cái khối mặt ong. Nhìn cho nó thực tế hơn á, giống như là mình đang sống ở trong người một con ong khổng lồ vậy á. Đó là ý tưởng của mình. Và cái đường vào thì mình thiết kế nó cũng lạ một xíu là mình sẽ sử dụng cửa sập á. Để mỗi lần mình vô thì mình chỉ cần trèo vô thôi. Nó cũng khá là hay á. Rồi, như vậy. No. Hình như mình còn thiếu một cái đúng không ta? Ong nó có cái đuôi mà. Không, cái chỗ đó cái kim chứ. Cái kim để nó quýnh mình á. Ờ, vậy là mình lại một thiếu một cái chi tiết rất là quan trọng luôn. Gắn đuôi cho ong á. Đây, để mình trèo lên mình gắn cái đuôi cho ong. Như vậy là đã hoàn thành rồi đó. Đây, điểm nhấn là cây kim. Rồi, và như vậy thì cuối cùng mình cũng đã xong cái con ong mô hình rồi. Đây là ong siêu to khổng lồ ha. Nhìn sơ qua thì cũng có cái nét gì đó giống con ong á. Nhưng mà cái phần cánh thì mình xây nó kiểu hơi nhỏ rồi. Chắc sau này mình có xây thì mình sẽ xây cánh bự hơn á. Cánh này hơi nhỏ so với kích thước siêu to khổng lồ của chú ong rồi đó. Nhưng mà không sao. Mà thấy vậy cũng khá là cute mà. Cái này là hàng rep thôi nha. Chứ không phải hàng real đó. Nhìn nó cứ bị buồn cười. Mà thôi kệ, có chú ong để ngắm với lại nhận biết được khu vực này là khu vực nhà nuôi ong là đẹp rồi. Và như vậy trong chuyến khám phá biển ngày hôm nay thì mình cũng khá là bội thu khi mà
an toàn trở về nè. Ngoài ra thì còn có thêm rất là nhiều đồ xịn, trong đó có cả những cái trái tim biển cả nữa. Sau khi trở về nhà thì mình cũng hoàn thành được cái ý định là xây một chú ong ở gần cái chỗ nuôi ong ha. Nói chung thì đây là hàng rép thôi, giống như con gà đó, mình xây tấu hai là chính thôi chứ. Mình thấy nó cũng hơi giống thôi ha. Mong rằng trong tương lai thì mình sẽ xây những cái công trình khác nó vui hơn và nó giống thiệt hơn á chứ. Đừng giống như hàng rép một như vậy, nhìn buồn cười lắm. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp. Bye bye.